Cặp này nhìn quá trời lực lưỡng rồi. Vô rồi, Phi vô rồi. Đây là khu vực tập kết hàng bò, hai đầu bò và trung tâm kinh doanh siêu thị và xanh. Bấm ba mà bóc thăm đi trước thì thôi rồi luôn, thắng luôn.
bò này sẽ cân nhất gì ba tư. Hiện tại là đôi bò hai đôi bò này sẽ về trước. Gì nha. Đây bọn này nè. Ba tư. Ba tư.
À, đây là rau bò trên dãy Ba Tư nha các bạn. Đây có tiền rồi đó. Bà Tư nè, bà Tư nãy cha con á. Bà Tư ghế luôn rồi. Vô chạy vô kẹp. Theo cái mày căng ghế ta phải. Hút một cái là văng vô đây luôn. 500 kg mà chạy khoảng 4 giờ đó. Đánh đạp con chết luôn rồi. Nặng cỡ nào? Xuất sắc nhất trong trận đua bò bãi núi Phước Tiền An Giang lần thứ 27 là 2022. Rồi xong rồi hả? Lỗi hả? Bắt thăm ông không công tám đi đầu nữa rồi ông. Rồi công tám này ông hên ông bắt thăm tới nhà cái nó rồi là nó phải đi đầu nữa. Đi đầu ở chỗ tốt đi đầu. Hey!
tức là thôi mình trông cho bò mình được đạt yêu cầu, bây giờ bữa nay nó quá đạt rồi, quá đạt luôn hả? Bây quyền kia tôi lãnh cái rồi qua tỉnh lên vòng tỉnh này là tôi lãnh cái nữa. Dạ ông gửi qua cho tao, mày gửi qua nha. Vậy là xong đây rồi, nè cầm con, vậy là bò mình về sau đi.